Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì em Dân Trịnh về rất nhiều mặt hàng mới các bác nhé. Đấy, những cái bóng đèn cảm biến này, những cái đèn pin siêu sáng này, đấy, và một số những loại dao này, đấy, vật muỗi các thứ, đồ nghề này, đấy. Thì đặc biệt hơn hôm nay em xin giới thiệu đầu tiên là những cái mẫu quà tặng của bên em như các nhé. Tại vì trong video thì có khi em cũng chưa thể giới thiệu được. Đấy, thì có những mẫu quà tặng là những cái mẫu dao gọt hoa quả này của thương hiệu Akatsuki này. Đấy, những dao gọt hoa quả, mẫu này là dao gọt hoa quả nhé các bác nhé, không phải thái thịt đâu. Đấy, và những cái mẫu sạc điện thoại này. Đấy, cái mẫu dây sạc điện thoại này thì cũng làm quà tặng cho các bác luôn. Đấy, còn bác nào mà có nhu cầu mà muốn mua riêng cái loại này thì cũng được. Đấy các bác nhé. Này, dây sạc đa năng này. Đấy, chúng ta cầm hai đầu này và chúng ta rút ra nhé. Đấy, chúng ta rút đến đâu, ví dụ chúng ta dùng đến đâu thì chúng ta rút đến đấy. Đấy. Đấy, và còn món quà thứ ba muốn tặng đến các bác là một cái bộ lấy giấy tai đa năng này, một cái bộ lấy giấy tai đa năng các bác nhé. Đấy, một bộ lấy giấy tai đa năng. Đấy, còn món quà thứ tư, đây món quà thứ tư đấy là các bác có thể đây, đợi em một tí. Đấy, món quà thứ tư đây, đấy là một cái loại súng bắn keo nến này, súng bắn keo nến các bác nhé. Đấy thì hàng này là hàng cũ thôi, hàng thanh lý của cô ấy thôi. Đấy thì con này thì nó là hàng thanh lý. Đấy, súng bắn keo nến. Thì em sẽ thử cho các bác là con nào dùng được thì em làm quà tặng. Đấy, các bác nào yêu cầu thì đấy thì em làm quà tặng cho các bác những cái mặt hàng đấy thì các bác có thể chọn. Đấy, nhưng riêng con dao thì các bác nào đặt hàng đơn trên 1 triệu đồng nhé thì bên em sẽ tặng quà nhé. Các bác không, ví dụ các bác không thích dao thì các bác có thể chọn món khác. Đấy, còn là ba món kia là lưu ý giúp em là ba món cái những món đằng sau là quà tặng tri ân cho các bác là đơn trên 500k nhé. Đơn trên 500k là sẽ có quà tặng là ba món đó. Đấy, thì đầu video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác là một cái bộ cờ lê GT này. Đấy, hôm nay em xả sập sàn luôn, xả lớn cho các bác luôn này. Đấy, thì cái bộ GT này còn vài bộ vứt lăn lóc đây. Bộ này thì em đang bán 750.000. đấy, giảm cho các bác cực sàn luôn, xuống còn bán lỗ cho vốn cho các bác xuống còn 500.000 đồng một cái bộ, 8-32 này, 500.000 đồng một cái bộ 8-32 này các bác nhé. Giảm cực sâu luôn chúng ta. Đấy, bộ 8-32 500.000 đồng và bộ 8-24 đang bán 600.000 thì giảm cho các bác xuống còn 400.000. Đấy, 400.000 bộ 8-24 và 500.000 bộ 8-32. Đấy, giảm cực sâu luôn cho chúng ta nhé. Đấy, video này em Dân xin xả cực sâu cho chúng ta luôn. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu vật muỗi này. Một cái mẫu vật muỗi này các bác nhé. Đây, hàng mới luôn, hàng này là hàng liên doanh thôi. Hàng này lưu ý giúp các bác là hàng liên doanh nhưng mà dùng nó rất là ngon. Đấy, hàng này dùng rất là ngon luôn cho chúng ta. Mở ra cho các bác này. Đấy, một con vật muỗi. Đấy, thương hiệu của nó là Peter. Đấy, Peter nhé các bác nhé. Đấy, hàng này thì rất là xịn sò luôn. Đấy, con này thì có cái tia UV hồng ngoại này. Chúng ta bật đèn ở đây này. Cái vạch này là vạch báo pin cho chúng ta đây này. Đấy, con này thì có những cái bóng đèn hồng ngoại bên trong này. Đấy, đây để em sẽ lấy cái gì em thử cho các bác luôn này, cái độ nhạy của nó nhé. Đấy, các bác nhìn đi. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, nhạy rất tốt các bác nhé. Hàng này rất là nhạy luôn nhé. Đấy, bắn muỗi các thứ rất là tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì bên em Dân đang bán với giá là 170.000 đồng. 170.000 đồng một con vật muỗi này. Và con này đây có cái chân đựng, có cái chân của chúng ta này. Đấy, để chúng ta để này. Đấy, rất là xịn sò luôn các nhé. Rất là xịn sò luôn. Đấy, vật muỗi. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bơm điện này. Một cái mẫu bơm điện các bác nhé. Đấy, bơm điện đây. Đấy, bơm điện này thì sử dụng điện cắm điện 220V. Cắm điện 220V vào và sử dụng cho chúng ta sử dụng rất là thoải mái và ok. Đấy, con này thì đây em xin để phép để dưới này để chúng ta có thể giới thiệu dễ hơn nhé. Đấy, con này thì chúng ta có những cái đầu bơm đây, dây bơm của nó là dây chịu áp lực này. Đấy, và đầu của nó là bằng đầu hợp kim, đầu hợp kim cho chúng ta luôn này. Đấy, chân của nó thì có cái chống chân của nó thì chống rung. Đấy, rất là xịn sò luôn. Cái sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với giá là 500.000 đồng một bộ này nhé các bác nhé. 500.000 đồng một cái bơm hơi này, bơm điện này, 500.000 đồng, rất là ưu đãi cho chúng ta luôn các bác nhé. Giá rất là ưu đãi và hợp lý cho chúng ta luôn. Hàng này lưu ý giúp em là hàng này là sản phẩm của Made in China nhé. Hàng nội địa trung xuất đi các nước nhé. Đấy, lưu ý giúp em nhé. Đấy,
Hàng của nó là hộp mới 100% nhé. Hàng này hộp mới 100% này. Này. Bơm của nó này. Đấy, bơm điện là 220V. Đấy, nó có cả bơm DC 12V các thứ này. Đấy, bơm 12V đây. Bơm 12V thì đây. Ừ. Đấy. Rất là xịn sò các nhé. Đấy, bơm này thì bơm ô tô, xe máy, xe tải các thứ rất được, rất là đều ok nhé. Đấy, đều ok. Đều ok các nhé. Đấy, 500.000 đồng một mẫu bơm điện này. 500.000 đồng một mẫu bơm điện này các bác nhé, 500.000 đồng. Đấy. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline của em nhé. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline của em đây. Đó là 0982 834 004 các bác nhé. Em dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kích điện ô tô này. Một cái mẫu kích điện ô tô này. Đấy, một cái mẫu kích điện ô tô này nhé. Đây. Dòng này là dòng kích điện ô tô. Trong này thì của nó một hộp này đây của nó thì nó có những cái như sau. Đó là một cái dây kích điện. Một cái dây kích điện này để chúng ta kích từ ô tô. Đấy, chúng ta ví dụ ô tô chúng ta đang chết máy vì điện này. Đấy, chúng ta kẹp vào lửa và mát và chúng ta cắm vào cái bình sạc này, cục sạc này. Đấy, cắm vào được cục sạc đây đây, chỗ này là chỗ cắm đây. Ừ. Con này thì đây con này thì nó có một cổng USB đây. Đấy và một cái đèn pin này. Đây, đèn pin chúng ta bật đây. Đấy. Đấy. Khi chúng ta cắm cắm sạc vào bình nhá. Đấy, khi chúng ta cắm vào cái này và chúng ta kích điện nhá các bác nhá. Thì có một cái lưu ý cho các bác là khi mà kích bình xong, xả dòng cục cao. Đấy, nhiệt độ của bình kích nó tăng nhanh sau mỗi lần đề máy. Đấy, thì không được đề máy liên tục trong thời gian ngắn. Đấy, lưu ý giúp em là không được đề máy liên tục trong thời gian ngắn nhé. Đấy. Và chú ý cái nhiệt độ của bộ kích này, chúng ta phải kiểm tra, ví dụ mỗi lần đề mà không nổ máy thì chúng ta phải ra kiểm tra cái nhiệt độ của bộ kích này cho em. Đấy, của cả cái bộ kích này thì lưu ý cho em là sau khi kích bình xong ấy thì không nên bỏ, không nên xong thì nên để cái bộ kích này ở ngoài xe để chờ tản nhiệt xong nhé, chờ nó hết nóng. Đấy, đỡ nóng đi thì chúng ta mới bỏ vào cái hộp này. Đấy, thì có một lưu ý nữa cho các bác là sạc đầy khi mỗi lần chúng ta kích bình nhé. Đấy, và chúng ta cái này là chúng ta cấm dùng cho xe tải. Đấy, xe dầu và xe trên 1,8 lít. Đấy, nên là lưu ý giúp em nhé. Cấm dùng cho xe tải, xe dầu, xe trên 1,8 lít. Đấy, là lưu ý giúp em nhé các bác nhé. Đấy, cái này phải có lưu ý kỹ nhé. Đấy, không tránh sự mà mua về mà không sẽ ấy được là các bác rất là mang tiếng. Đấy, các bác này chỉ dùng cho xe con thôi nhé. Không được dùng cho xe tải, xe dầu đâu nhé. Đấy, và cái đầu này tiếp theo là cái đầu này là đầu để chúng ta cắm vào USB để sạc điện thoại này. Ở đây này nó cũng có chân sẵn cho chúng ta là một cái chân da này rồi này. Đấy. Bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 500.000 đồng các bác nhé. 500.000 đồng một cái bộ này. Đấy, số lượng thì có hạn nhé các bác nhé. Thực tế là em chỉ có mỗi 3 bộ thôi. Đấy, em còn mỗi 3 bộ thôi các bác nhé. Ừ. Thực tế là còn mỗi 3 bộ thôi. Đấy, nên là các bác nhanh tay giúp em. Ừ. Đây là nó có cắm ở đây này. Chúng ta cắm về, chúng ta cắm cái này vào đây này. Đấy, cắm đúng chân nhé các bác nhé. Phải cắm đúng chân này. Đấy, chân tròn và chân vuông này. Đấy, cắm đúng chân này. Đấy, cắm vào và chúng ta kích điện nhé. Lưu ý giúp em là những cái lưu ý em vừa nói nhé. Đấy, những cái lưu ý em vừa nói. Đấy, thì các bác lưu ý giúp em. Đấy, là không nên sạc liên tục. Đấy, ví dụ đề chúng ta đề nhưng một lần không được, chúng ta hãy để một tí để cho nó đã nguội đã. Đấy, nó nguội những cái ấy đi đã rồi kích. Đấy. Đây là kích bình ắc quy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu đèn pin siêu sáng này. Đấy, đèn pin siêu sáng này, số lượng thì rất là nhiều luôn. Đấy, con này thì có cả dây luôn chúng ta. Đấy, con này thì có đèn này có cả dây chúng ta để chúng ta đeo luôn đâu rồi. Cái này em đã để làm giới thiệu đâu rồi. Đấy, đèn rất là sáng này. Đấy, đèn rất là sáng các nhé. Đây là đèn pin siêu sáng nhé. Rất là nhỏ gọn và đẹp nhé. Có dây và có sạc đi kèm theo đầy đủ cho chúng ta theo một bộ nhé. Đấy, một bộ này có đầy đủ cho các bác luôn. Ừ. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu máy cạo râu này. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic này. Đấy, máy cạo râu của thương hiệu Panasonic các bác nhé. Đấy, ở đây thì em đang có hai loại. Ở đây thì em đang có hai loại các bác nhé. Đấy, một cái loại là máy cạo râu mã của nó là EIS 350 534P và một cái mẫu là Panasonic là SEA 6500P. Đấy, hai mẫu thương hiệu đảm bảo với các bác là hàng chính hãng 100%. Đấy, một cái mẫu là hàng của Made in Thái Lan và một cái mẫu là hàng của Made in China. Lưu ý giúp em nhé, đều là hàng chính hãng cả. Đấy, nhưng mà cái trụ sở của cái công ty Panasonic này nó đặt tại một cái tại Trung Quốc, một cái tại Thái Lan. Đấy, và có cái một cái tại, nó có rất nhiều trụ sở. Đấy, nó có Thái Lan này, Nhật Bản này,
Việt Nam này, ở Trung Quốc này, đấy nó là cái công xưởng, những cái chỗ nào mà nó ví dụ là nhân lực các thứ nó rẻ, đấy thì chạy, chúng ta có thể chạy bằng pin con thỏ này nhé, chúng ta có thể chạy bằng pin con thỏ này, đấy giá của nó thì bên em đang bán với giá là 400.000 đồng một cái máy, 400.000 đồng một cái máy cạo râu, đấy của thương hiệu Panasonic. Cam kết với các bác là bên em là hàng chính hãng, luôn nói rõ nguồn gốc xuất xứ các bác nhé, luôn nói rõ nguồn gốc xuất xứ cho chúng ta. Đấy bên em cam kết với các bác như vậy, hàng thì đảm bảo với các bác luôn. Đấy con mã này là EIS 450P, hàng rất là sắc bén. Đấy con này thì là 6.500P, hàng này cũng rất là ngon, nói chung là hai con thì rất là ok cho chúng ta luôn. Đấy tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bộ dao Nhật này, bộ dao Nhật này các bác này. Đấy, bộ dao Nhật đấy thì cũng giới thiệu cũng nhiều với các bác rồi. Bộ dao Nhật này thì tổng cộng của nó là có 7 món, cả một hộp nữa là 7. Đấy, trong này thì nó có một con dao chặt này. Một con dao chặt này. Đấy, một con dao thái bản lớn này. Một con dao thái bản lớn này. Một con dao thái này. Một con dao gọt hoa quả này. Đấy, một cái liếc mài này. Đấy, và một cái kéo. Đấy, thương hiệu của nó thương hiệu của Rombo. Đấy, và đây là một cái hộp đựng dao chất liệu bằng inox 304 không gỉ này, rất là ok. Bên trong này rỗng để chúng ta có thể để dao cho nó sạch sẽ các thứ, như tinh tươm luôn. Đấy hàng này thì rất là tinh xảo luôn cho chúng ta các nhé. Đấy một bộ này thì bên em Dân đang bán với giá là 1.200.000 đồng nhé, 1.200.000 đồng các bác nhé. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một số cái mẫu dao chặt này. Đấy, một số những mẫu dao chặt các bác nhé. Dao chặt đây thì em đã có tổng cộng là 5 mã dao chặt, tất cả 5 mã dao chặt khác nhau các bác nhé. Đấy 5 mã dao chặt khác nhau này. Đấy thì hôm nay lại về thêm một cái mẫu dao chặt của Đức nữa này. Một cái mẫu dao chặt của Đức này. Đấy thì cái mẫu này thì nói chung là rất là ok. Đấy mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 320.000 đồng. Đấy 300, riêng mẫu dao chặt này là 320.000 đồng dao chặt của Đức nhé. Đấy thì em chưa lên mã. Đấy còn các mẫu mã dao chặt của bên em thì đây. Đấy con này thì đúng ra là con này dao chặt tổng của nó 7 lạng này thì nó đắt hơn. Đấy, thế nhưng mà đang bán có chương trình ưu đãi là đồng giá nhé. Bên em đang có chương trình giao đồng giá. Đấy thì tất cả các loại dao bên em thì đang giảm giá đồng giá xuống còn 330.000 đồng. Đấy 330.000 đồng một con dao chặt, đúng ra con này là bên em đang bán với giá là 370.000. Nhưng mà đang có chương trình đồng giá trong cái thời gian đầu năm mới này. À đầu tháng mới này, em xin lỗi. Đấy, đầu tháng 6 đón chào đầu tháng 6 và đón chào ngày quốc tế thiếu nhi đầu tháng ấy, thì vẫn đang có chương trình đấy, em đang duy trì cái chương trình đấy để có thể tri ân đến các bác. Đấy tôi có thể ăn mừng đến ngày Tết thiếu nhi. Đấy thì một con dao chặt đây thì đồng giá là 330.000, thì em đang có mã chặt một này. Các bác lưu ý em là chặt một, con này nặng tổng cộng của nó là con dao, riêng con dao là 6 lạng với cái hộp một lạng nữa là 7 lạng, thì tổng cả tổng tổng vệ sinh cả của cả hộp và dao là 7 lạng. Đấy. Con thứ hai thì là dao chặt của thương hiệu cũng là Akatsuki. Con này thì bên em cũng bán với giá là 330.000 đồng. Đấy, 330.000 đồng một con chặt này. Đấy. Và con thứ ba là con chặt 7 lạng. Con này hơn 7 lạng. Con này hơn 7 lạng. Đấy con này là cũng là của Akatsuki. Đấy cũng kéo giá xuống bằng các con dao chặt kia. Đấy cũng là 330.000 đồng. Đấy con này mã là chặt 3. Đấy chặt 3. Đấy và cuối cùng là con dao chặt Grumble. Đấy con dao chặt Grumble trong bộ dao Grumble đấy. Con này cũng kéo xuống giá là đồng giá là 330.000 đồng các nhé. Đấy dao bên em dao chặt đồng giá 330.000 tất. Dao chặt đồng giá 330.000 tất nhé các nhé. Đấy có chương trình ưu đãi rất cực lớn luôn. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dao thái tiếp này. Dao thái này, dao thái thì đang đang có hai mã của thương hiệu Sato. Dao thái của sự thương hiệu Sato thì em đang có hai mã, đấy, mã thái 1 và thái 2, à đâu mã 3 mã, một cái mã nữa là của thương hiệu Gunbo. Đấy thì để ra đây luôn để giới thiệu cho các bác luôn. Đấy thì con này là thái 1, đấy thái 1 đây, đấy mẫu này là mã thái 1. Thái 1 này thì bên em Dân đang bán với giá là 210.000 đồng. Đấy con này của Grumble. Đấy, còn con thái 2 này thì bên em đang bán với giá là 220.000 đồng, thương hiệu của Sato. Đấy, con thái 3 này thương hiệu của em đang bán với giá là cũng là 220.000 đồng, cũng là của Sato nhưng nó là mũi nhọn. Đấy. Thì ba mẫu dao này là thái 1, thái 2, thái 3. Đấy thì các bác chọn mẫu nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của em là 0982 834 004 các nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé các nhé. Đấy. Đấy là ba mẫu dao bên em và giới thiệu một số mẫu dao chặt dao thái các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu bơm 2 ti này, bơm 2 ti bơm dẫn chân này. Đấy. Thì nói mỗi lần là siêu thị ở trên bên Nhật nó thanh lý về đấy thì cũng rất là đa dạng cái mẫu.
đấy, thì cũng không thể nào mà biết trước được là bên đấy người ta thanh lý cho mình là được cái mẫu như nào. Đấy thì bên bên em đang tạm thời là có hai cái mã này. Đấy thì là một cái mã là Tozama và một cái mã là Stanley. Đấy Stanley này thì em cũng hay bà hay được về cái Stanley này, còn Tozama này ít này, hiếm này. Đấy nên nhưng mà hàng của nó cũng rất là ngon. Đấy thì mẫu bơm này thì em bên bán đồng giá tất. Đấy bên em bán đồng giá và chọn nhặt Alosho các bác nhé. Đấy, cũng không được chọn lựa kỹ đâu các bác nhé. Đấy thì đồng giá bên em đang bán với giá là 300.000 đồng một cái. 300.000 đồng một cái bơm này và không bao ship cho các bác luôn. Đấy thì các bác đặt hàng liên hệ với em dân đây, số hotline của em đây. Đấy em đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Đấy hàng Nhật Mỹ Đức Dân Trịnh. Bơm 2 ti bơm dẫn chân các bác nhé. Bơm 2 ti bơm dẫn chân. Hàng này dùng rất là ngon luôn, hàng rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu băng dính bãi điện này. À băng dính bãi nhật này, băng dính bãi điện. Đấy thì cũng là Alosho luôn, cho chúng ta nhặt những cái mà quận ba Alosho này, đầy đủ màu sắc này. Các bác vui lòng là thứ nhất là không chọn màu, thứ hai là không chọn kích cỡ giúp em. Đấy tại vì chọn kích cỡ nó rất là khó. Đấy tại vì những cái bây giờ ai cũng chọn những quận này thì những cái quận mà nó ví dụ là quận bé này thì không bán cho ai được. Đấy, quận những quận bé này hơn này thì không bán cho ai được. Hàng này hàng bãi của bãi Nhật thôi nhé. Sử dụng rất là ngon luôn. Đấy, sử dụng rất là ngon luôn, có những cái màu trắng, màu các thứ. Đấy thì bốc xô bên em đang bán với giá là 80.000 đồng 1 kg nhé các bác nhé. 80.000 đồng 1 kg băng dính điện. Đấy. Rất là xịn sò. Vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em nhé. Đấy. Các bác ưng món nào thì các bác liên hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của em. Đây còn tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác một số mẫu dây điện bãi này. Dây điện bãi này. Đấy, dây điện này thì bên em đang bán với giá là dây điện này thì bên em đang bán với giá là một quận này 230.000 đồng nhé. Đấy, quận 10m 230.000 đồng. Đấy, quận này thì nối ở nó rất là dài, rất là đẹp, dây 017. Các bác chiến công trình thì rất là ngon lành luôn. Đây chúng ta như kiểu là một cái dây nối tiếp. Chúng ta chỉ phải cắm vào và chúng ta lên chúng ta chiến thôi. Đấy, 230.000 đồng một cái sợi dây này. 230.000 đồng một cái mẫu dây này. Đấy các bác ôm lô hoặc là ấy thì giá nó các bác ôm hết thì ok, em sẽ có một cái giá khác đến tặng đến các bác. Đấy. Vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị những mẫu sản phẩm bên em đang có phân phối nhé. Đấy các bác thấy sản phẩm nào mà em dân chưa giới thiệu thì các bác liên hệ trực tiếp với em dân nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.